Rồi, xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình thấy một cô gái hái trộm hoa rừng nha. Để mình Không, hôm nay hái là trái cây siro, đây là cây siro. cây siro hả? Cây siro. Trời mực. Anh có ai chồng không? Chắc của anh Tuấn. Đâu quay mặt lên đây. Cầm gỗ rau lên coi. À, coi chừng qua thấy cái nắp. À bà đó hả? Không? À vậy hả? Của bà đó. Không, thấy bình thường mà la gì. Trời quý tỷ. Ừ. Cái gì? Cái hái đây. Cái gì vậy? Quỳnh Anh hả? Hả? Seri đó, thì cây seri này hái được mà. Của anh Tấn trồng đúng không? Hái đi. Ngoài đường. Cái này này để dầm nước uống mà đúng không? Chua. Nào chưa chưa ăn luôn á. Chua để đường nó nấu á. Nấu ngon hả? Hái đi em. Cái cây này là ít có mình nên trồng thôi đó. Ở đây có ai trồng không? Ít lắm. Rồi bây giờ ta có người vài người ta mới trồng hả? Nấu có đường mới uống được không ơi? Đúng rồi, chua chua mình, nhưng mà cái màu nó đẹp lắm đúng không? Thì cái màu siro mà. À. Để quay coi. Không nhiều dữ lắm. Quá trời luôn trái siro. Hái đi, hái đi. Anh Tấn cho hái đi. Hái về nấu nước uống. Lựa mấy trái chín. Ờ, lựa mấy trái tím đem mà. Đây quá đẹp luôn à. Con cái nó hơi gai. Dạ. Thôi cây nó đẹp hết rồi. Mới nhiều lắm nó về về luôn á, để gỗ bự. Thấy trên mạng không ai giờ mới thấy sự thật. Quay cho lên YouTube coi. Ờ. Lại đây. Yeah.